Nếu Đại Bồ Tát đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa Thậm Thâm hoặc thấy hoặc nghe liền nghĩ như vậy: nay tôi thấy Phật, nghe lời Phật thuyết, Đại Bồ Tát này dùng vô tướng, vô nhị, vô sở đắc làm phương tiện, có thể tin hiểu đúng đắn nghĩa lý sâu xa Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật: bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa Thậm Thâm là có thể nghe, có thể thấy không? Phật dạy: thiện hiện Bát Nhã Ba La Mật Đa Thậm Thâm không thể nghe, không thể thấy. Vì sao? Vì Bát Nhã Ba La Mật Đa Thậm Thâm thật sự chẳng phải là pháp để nghe, để thấy. Thiện hiện nên biết sắc không nghe, không thấy các pháp ẩn mật. Thọ tưởng hành thức cũng không nghe, không thấy các pháp ẩn mật. Cho đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật cũng không nghe, không thấy các pháp ẩn mật. Tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác cũng không nghe, không thấy các pháp ẩn mật. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật: bạch Thế Tôn, các Đại Bồ Tát đối với quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề đã tích lũy bao nhiêu công hạnh mới có thể tinh cần tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa Thậm Thâm? Phật dạy: thiện hiện đối với việc này cần phải thuyết phân biệt. Thiện hiện nên biết có Đại Bồ Tát từ lúc mới phát tâm có thể tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa, cũng có thể tu học tịnh lự, tinh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bồ thí Ba La Mật Đa. Đại Bồ Tát này có dùng phương tiện thiện xảo, không phỉ báng các pháp, không thấy các pháp có tăng có giảm, thường không xa lìa chánh hạnh tương ưng với bồ thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát Nhã Ba La Mật Đa, thường không xa lìa chư Phật Bồ Tát, từ cõi Phật này đến cõi Phật khác, dùng các loại thượng diệu, cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen chư Phật, Bồ Tát đều tùy theo ý mà có thể thành tựu, cũng có thể đối với các thiện căn khác làm cho mau chóng viên mãn. Sanh đến nơi nào cũng không rơi vào trong bào thai mẹ, tâm thường không cùng trụ với phiền não, cũng không khỏi tâm nhị thừa. Luôn luôn không xa lìa thần thông thù thắng ở các cõi Phật, thành thục hữu tình, trang nghiêm thanh tịnh cõi Phật, Đại Bồ Tát này có thể siêng năng tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa Thậm Thâm. Lại có các thiện nam, thiện nữ vân vân hành Bồ Tát thừa, tuy từng được thấy trăm ngàn hoặc vô lượng Phật, ở nơi chỗ chư Phật và đệ tử kia phần nhiều tu hành bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát Nhã, nhưng còn dùng có sở đắc làm phương tiện, nên không có thể tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa Thậm Thâm cho đến bố thí Ba La Mật Đa. Thiện hiện nên biết các thiện nam, thiện nữ vân vân này nghe thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa Thậm Thâm như thế, tâm sanh khinh mạn, liền rời chỗ ngồi đứng dậy mà đi. Người kia đã khinh mạn Bát Nhã Ba La Mật Đa Thậm Thâm thì cũng khinh mạn Phật, đã xả bỏ Bát Nhã Ba La Mật Đa Thậm Thâm như thế thì cũng xả bỏ chư Phật. Nay trong chúng này cũng có loại người đó nghe ta tuyên thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa Thậm Thâm, tâm không cung kính, bỏ đại chúng mà đi. Vì sao? Vì các thiện nam, thiện nữ vân vân này đời trước ở thế gian nghe Bát Nhã Ba La Mật Đa Thậm Thâm đã từng bỏ đi, do sự huân tập thói quen từ trước nên bây giờ nghe ta thuyết cũng lại bỏ đi. Các thiện nam, thiện nữ vân vân này đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa Thậm Thâm, thân khẩu và ý đều không hòa hợp, do sự tạo tác đó nên tăng trưởng nghiệp ngu si ác tuệ tội chướng. Bởi do việc tạo tác làm tăng trưởng nghiệp ngu si ác tuệ tội chướng nên nghe Bát Nhã Ba La Mật Đa Thậm Thâm liền khinh hủy, phỉ báng, cản trở, phá hoại, xả bỏ. Đã khinh hủy, phỉ báng, cản trở, phá hoại, xả bỏ Bát Nhã Ba La Mật Đa Thậm Thâm rồi, tức liền khinh hủy, phỉ báng, cản trở, phá hoại, xả bỏ trí nhất thiết trí của chư Phật ba đời. Do tạo tác tăng trưởng chiêu nghiệp cảm thiếu chánh pháp kia nên rơi vào địa ngục lớn, trải qua hơn trăm năm cho đến hơn trăm ngàn muôn ức năm, chịu các khổ lớn ghê gớm mãnh liệt. Tội năng kia vô ở thế gian.